Rồi chào anh em, tiếp tục lên sóng ngày hôm nay 17 tháng 10 năm 2021, thêm một cục máy cúp 100 ở địa Nhật về nha anh em. Thì hôm nay cái cục hồi nãy mình đăng phía trước thì mình bán rồi, hôm nay cục này giờ mình bán cục này cục máy A đi cho anh em dễ hình dung ha. Cục máy này cũng là cực đẹp, không đổi làm không đổi gửi nha. Thì giá cho cục máy đẹp như thế này mình bán chỉ có giá là 7 triệu thôi. Máy cúp 100 ở địa Nhật về, tình trạng là máy là còn sống, qua lăng quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng, máy không chết và bán bao zin không lây đồ đó. Đây, đầu tiên mình quay bộ lửa nha đó, bộ lửa cực đẹp như mới này, máy nội địa Nhật cực đẹp nha, sơn xi zin đồng bộ không nứt bể nha, máy này không lỗi, bao gồm cục máy và nắp cá, ngoài ra là không có gì thêm. Máy này lửa lên xô, anh em nhìn cái đầu phía trên nha, chấm mật đầy đủ hết, lửa lên xô len can sờ ben như mới, chưa vệ sinh nha anh em. Máy này mã đầu là E26 nha. Lửa Denso nha. 7 triệu cho cục này. Anh em nào chốt thì cứ alo mình qua số điện thoại là 0933996332 nha. Máy cúp 100 là địa Nhật. Mã đầu E26. Ok, anh em nào cần alo em nha. Máy bán rất là nhanh, giá rất là rẻ, giá phù hợp luôn, giá đam mê luôn. Đẹp không đâu làm nha anh em. 7 triệu cho cục máy này. Anh em là chốt cho alo em nha. 0933996332. Máy cúp 100 nội địa Nhật về.